tiếng vui lên là sai. Sinh hoạt không để bà mua bà gửi về cho con. Ừ. Con gọi cho bà mua xong là bà cứ để đây rồi bà bỏ đưa cho các bác công an đưa cho con nhá. Ba cái hộ gia đình này thì tôi nắm được hết, nhưng mà chỉ riêng có hai vợ chồng thì nó trọa cho nên chúng tôi không nắm được. Trên phường các anh điện trực tiếp xuống cho tôi và chỉ thị cho tôi là tất cả các thứ là trong gia đình này, là thiếu ba gia đình này nếu người ta thiếu cái gì tôi đều hỗ trợ tất. Giờ bắt đầu tôi mới gọi nhưng mà các anh ấy chưa cần cái gì cả. Tôi có hai vợ chồng mà cách coi như là 100 mét. Nhờ cái cô đấy, cô ấy cứ đi cả ngày cả đêm cũng không được biết. Đêm qua thì các đồng chí công an có đến đây ngồi thì tôi mới hỏi thì mới biết. Sống về đồng tiền đi chợ đi búa thì cũng phải lo lắng đấy, nhưng mà thôi biết làm nào. Che miệng, mũi khi ho và hắt hơi. Vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, thời có thể dẫn đến tử vong.